lần dễ làm sai, những cái gì sai thì sẽ bị trừ điểm. Đó thì thứ nhất đó là cái bệnh phổi chứ không phải viêm phổi. Một số anh chị là viêm phổi tắc nghẽn mạng tính thì không đúng. Cái thứ hai nó là chứng mạng chứ không phải chứng máu nhé. Mạng với là âm mị kéo dài, còn máu có nghĩa là hết chấm dứt. Ví dụ như là bà ấy mãn kinh rồi, có nghĩa là bà hết kinh rồi, hiểu không ạ? Thì đây là mạng và âm mị kéo dài nhé. Đó là bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Cái từ bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính nó viết tắt từ tiếng Anh là chronic obstructive pulmonary disease. Thành thử ra người ta lấy cái tiếng đầu của nó, ta ghép lại thành cái tên, đó là COPD nó là tiếng Việt, hoặc là COPD nó nhập thành tiếng Anh. Đấy, đây là cái hình của một bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mãn tính. Minh họa cho các anh chị thấy ra một cái trạng bệnh nhân như thế. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói thế nào là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đầu tiên chúng ta sẽ đi phần định nghĩa. Định nghĩa, cái định nghĩa của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó thay đổi rất nhiều trong những năm gần đây. Hồi trước thì cứ khoảng 5 năm nó đổi một lần, nhưng sau đây là 2-3 năm nó đổi một lần. À, thậm chí là 2017 nó đổi một lần, 2018 đổi một lần, 2019 đổi một lần. Thì đây là định nghĩa mà 2019. Thì đây là nó định nghĩa như thế nào? Đây là một bệnh phổi có thể phòng ngừa và điều trị được. Đây là bệnh có thể phòng ngừa và điều trị được. Bệnh thì đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp kéo dài, sự giới hạn lưu lượng khí cho bất thường của đường khí và hay là phế nang, và thường là tiếp xúc đáng kể với phân tử thực khí độc hại. Bây giờ phân tích cho các chị nghe các định nghĩa này. Các chị thấy là rất là khó, không có định nghĩa cái bệnh lý nào mà cái tên đầu tiên cái định nghĩa của nó mở ra mà nó mang cái tính chất là đây là bệnh thể phòng ngừa điều trị được. Các chị thấy không? Nó rất là khó chịu. Ví dụ giả sử như các chị học bài viêm phổi ra, học chưa? Viêm phổi định nghĩa là biến chủng của nhu mô phổi, nó rất là rõ ràng, phải không ạ? Đó, thì trong khi ở đây nó nói là đây là một bệnh có thể phòng ngừa điều trị được. Thực sự ra đây là cái định nghĩa của thế giới. Định nghĩa của thế giới, người ta khuyến cáo đây là một bệnh mà chúng ta có thể phòng ngừa được và điều trị được. Những cái năm mà tôi mới bước chân ra trường thì thật sự ra thì trong thời gian tôi ngồi với các chị ở cái nhà trường như thế này đây khoảng trường hơn 30 năm thì lúc đó chưa có cái tên bệnh tên bệnh lý này. Nhưng khi tôi bước chân ra trường thì thấp thoáng có cái bệnh lý, có cái bệnh lý này, nhưng mà bệnh lý này nó vẫn chưa có, nó vẫn chưa phổ biến mà nó định nghĩa của nó tương đối là sơ sài. Tuy nhiên những năm sau đó người ta nghiên cứu nhiều bệnh lý này và người ta đưa ra duy nhất có một câu là không bỏ, đây là một bệnh lý có thể phòng ngừa và điều trị được. Ha? Thì những năm mà các chị biết là đi lâm sàng thường gặp những bệnh lý này thì rất là buồn và lý do lý là sao? Bởi vì những bệnh nếu mà những bác sĩ làm ở những bệnh viện lớn, những bệnh viện cấp 1 của thành phố chẳng hạn, những bệnh viện lớn, bệnh viện trung ương thì khi gặp những bệnh lý này thường bệnh nhân vô vì những đợt cấp, bệnh nhân vô vì những cái đợt thời gian cuối gần như là không có phương pháp điều trị mà chúng ta điều trị chống đỡ cho bệnh nhân mà thôi. Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân thì khá là cao, gần như là một cái con đường rất là tăm tối. Tuy nhiên thế giới người ta khuyên là chúng ta nên phát hiện sớm, có thể phòng ngừa được. Phòng ngừa thì các bạn biết nguyên nhân đó, phòng ngừa được thì lát chúng ta sẽ qua phần nguyên nhân và điều trị được. Chúng ta phát hiện sớm thì có thể ngăn cản được bệnh này diễn tiến kéo dài. Do đó cái định nghĩa của nó là phòng ngừa điều trị được là không bỏ được. Bao nhiêu năm cũng bỏ được cái định nghĩa này. Cái thứ hai, đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp kéo dài, đặc trưng bởi những triệu chứng hô hấp kéo dài và sự giới hạn lưu lượng khí cho bất thường lưu lượng khí và hay thế nào. Ở chỗ này nó có cái sự thay đổi so với những định nghĩa trước. Những định nghĩa trước người ta nói rằng là đặc trưng của bệnh là sự giới hạn của lưu lượng khí. Đặc trưng của bệnh là giới hạn lưu lượng khí, tức chỉ có giới hạn chỗ này thôi. Đặc trưng của bệnh là giới hạn lưu lượng của lưu khí thôi. Nghe được đó thôi. Tuy nhiên có một số có những người tác giả ta sẽ lạm dụng cái câu này, lạm dụng cái đặc trưng này và người ta cứ thế tắc nghẽn điện khí người ta chẩn đoán là COPD. Các chị hiểu không? Do đó mà sau này người ta mới ngăn cả cái quá trình lạm dụng của cái chẩn đoán đó. Người ta mới nói là những bệnh nhân đó phải có những triệu chứng hô hấp kéo dài, tức là có biểu hiện trên lâm sàng. Các chị hiểu không? Biểu hiện lâm sàng cộng với hai cái sự giới hạn lưu lượng khí, trong có sự giảm lượng khí thì mới nghĩ nó là COPD. Các chị hiểu ý nói không? Chứ không phải chỉ có giới hạn lưu lượng khí. Giới hạn lưu lượng khí nó có thể là trong trường hợp mà bệnh nhân bị tắc nghẽn đường hô hấp trên, bệnh nhân có thể bị hen mà không hồi phục, nó vẫn có tắc nghẽn điện khí, ha, nó vẫn tắc nghẽn điện khí, nhá. Rồi
cái giới hạn đường huyết này nè, do cách cử của đường dẫn khí và hay là phế nang, các chị hiểu không? Và hay là phế nang, tí tôi phân tích cái lý do tại sao các chị thấy nó và hay là một phế nang, tức là cái giới hạn đường huyết này có thể do cách cử của đường dẫn khí trong với cái cách cử phế nang, hoặc là cách cử khí khi đơn thuần hoặc cách cử phế nang đơn thuần, nó cũng gây ra giới hạn đường khí. Thế thì không? Mà trong khi đường dẫn khí thì vai trò là đường ống, nhiệm vụ là dẫn khí ra vào ra ở phổi. Còn phế nang vai trò là vai trò trao đổi khí, trao đổi khí. Vậy thì trao đổi khí có liên quan gì đến giới hạn đường khí đâu? Thế thì không? Giới hạn đường khí đâu? Nhưng mà nó vẫn có. Tí cho sự phân tích cho thì lý do tại sao nó có cái từ như vậy nhé. Và cơ chế vận sinh của nó là gì? Là do tiếp xúc đáng kể với cái chất khí hay cái phần tử độc hại, tức là do tiếp xúc với lại chất khí hay là những phân tử độc hại, những sự tiếp xúc này là tiếp xúc đáng kể, tiếp xúc đáng kể, tức là đáng kể, không có cần nằm đo đếm được, là gọi là đáng kể, tức là tiếp xúc nhiều thế thôi, tiếp xúc nhiều nhé. Thì cái đường biến này đây là đường biến của bộ 2019, nó có sự thay đổi khá là nhiều. Hồi trước là biến của CP là đây là một biến có thể phòng ngừa điều trị được, đặc trưng bởi giới hạn đường khí tiến triển kéo dài và không hồi phục, gây ra do sự đáp ứng của đáp ứng viêm bất thường phổi đối với phần tử hay chất khí độc hại, và các triệu chứng đi kèm cũng như là các đợt tự phát giảm da tác động nặng từ bệnh nhân, đó là hồi 2010-2016 là đến đó, nhưng mà đến 2019 nó chậm vấn đề, nó thay đổi vấn đề, các anh chị hiểu không? Các chị hiểu cái định nghĩa này không? Hiểu chưa? Chưa có hiểu đâu. Các chị có thể hiểu được, sao hiểu được hay được. Bởi vì các có tổ chức của đó, tôi chú của tôi cho chị vấn đáp. Tôi chỉ ra một cái câu hỏi, anh hãy phân tích định nghĩa của COD hay là phân tích định nghĩa của em để anh nắm được cái định nghĩa đó là sao? Nhưng mà nói đến đây tôi phân tích cho chị là phân tích, bởi vì những cái khác các chị chưa có làm sao chị hiểu ngay được. Nhưng mà tôi chỉ những cái gì hiện trên đây tôi sẽ nói cho chị, và chị sẽ hiểu thêm về những phần sau. Bây giờ cái thứ hai là chúng ta sẽ nói đến cái viêm phế quản mạng, chúng ta sẽ nói đến cái vết thủng. Thì thưa các chị, là cách đây khoảng hơn 30 năm tôi như các chị ngồi ở ghế này trường như thế này, thì không có học cái bài bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, mà chúng tôi học hai cái bài viêm phế quản mạng và bài viêm phế thủng. Nghe bài viêm quản mạng viêm thủng. Thì viêm phế quản mạng được nghĩa là gì? Viêm phế quản mạng được nghĩa là tình trạng tăng cái dịch nhẹ của niêm mạc phế quản gây ho làm liên tục hoặc tái phát một đợt ít nhất là 3 tháng một năm, ít nhất là 2 năm liên tiếp sau khi các loại thì có nguyên nhân khác thì hoặc là kéo dài như là phổi ung thư phế quản, phổi đã phế quản hen trên bệnh nhân tiếp xúc với nguy cơ bị chẩn đoán là viêm quản mạng. Nếu mà các chị phân tích, nếu các chị nghe thấy cái đường nghĩa này ra thì các chị thấy gì? Viêm phế quản mạng được đường nghĩa là tình trạng ho làm ít nhất là ho làm kéo dài liên tục và tái phát từng đợt, ít nhất là ba tháng một năm, ít nhất hai năm liên tiếp. Như vậy thì bác sĩ nào ở bệnh nhân 3 tháng 1 năm mà 2 năm liên tiếp thì bác sĩ đó phải biết bệnh nhân bị viêm quản mạng, nó tùy thuộc vào cơ lời khai của bệnh nhân, nó không chịu chỉ cơ khai của bệnh nhân, vậy thế thì hiểu không ạ? Rồi loại trừ các bệnh nhân khác thì loại trừ tâm lý khác có khả năng kéo dài, rồi chưa bệnh nhân tiếp xúc nguy cơ, vậy là không có cái tiêu chuẩn về mặt giải phẫu bệnh lý, tiêu chuẩn về mặt hình nặng học để chẩn đoán xác định của nó. Các chị không? Như đó cái định nghĩa của viêm quản mạc gần như là định nghĩa hoặc dịch tễ học nhiều hơn. Các chị không? Trong khi chúng ta là những bác sĩ lâm sàng chấp cần những tiêu chuẩn chắc chắn để chẩn đoán, hiểu không? Thật sự viêm quản mạc sau này người ta lùi về trí phán, người ta để nó trở thành trí phán, bởi vì nó chỉ mang chất dịch tễ nhiều hơn là bệnh học thật sự. Tuy nhiên ở đây tôi nhắc lại các chị viêm quản mạc, bởi vì chính đây là nền tảng để ta xây dựng lên bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Các chị ơi, rồi chúng ta đi học, tôi sẽ học đến cái bài thứ hai là kiến thức thủng. Kiến thức thủng định nghĩa là gì? Kiến thức định nghĩa là sự phần giải của các phế nang, sự phá hủy cái thành bắp phế nang, những phần giải của phế nang kèm theo pháp đến phá hủy cái thứ hoạt tính tiểu thức hoạt tính mà không thể được sơ hóa rõ ràng. Như vậy thì định nghĩa này nó mang cái ảnh hưởng là gì? Nó mang ảnh hưởng của giải phẫu bệnh lý, nó tìm những cái hiển vi mới thấy được. Các chị không? Như vậy thì nó khác với định nghĩa của viêm quản mạc. Viêm quản mạc định nghĩa là hóa chất cơ dịch tễ học, thì viêm quản mạc cái định nghĩa viêm thủng nó mang tính chất của giải phẫu bệnh lý. Nhưng mà chúng ta không chẩn đoán của nó thì ít nhất cái gì phải để thì cái hiển vi ta nhìn thấy được cái sự phá hủy thành bắp phế nang cho đến tiểu thực quản tận mà không thể sơ hóa thì cái gì chẩn đoán cái viêm thủng.
Nhưng mà lúc đấy ta buộc phải lấy một cái mưu mô phổ và nhân ra đó là xét nghiệm xâm lấn để chảy máu rất nguy hiểm. Các anh chị hiểu ý nói không? Nhưng mà nó lại không có giá trị mà áp dụng thực tế lâm sàng. Hiểu không? À, nhưng mà thì những sau này thì cái sơ đề đó là tên là bệnh phổ các em bác tính ra đời. Nó thấy được là hai cái bệnh lý này nó có những đặc điểm chung sau. Thứ nhất, hai cái bệnh lý này thường là cùng một yếu tố hay cùng một yếu tố gây ra, cùng một chút nguyên nhân gây ra, cơ chế nguyên nhân gây ra, đó là hút thuốc lá. Thứ hai là hai cái bệnh đại lý này đều có một đặc trưng mà bác sĩ thích nhất là hai bệnh lý này đều có giới hạn lưu lượng khí. Hiểu không? Nếu như viêm phế quản màng chúng ta nói nó có giới hạn lưu lượng khí bởi vì sao? Bởi vì cái hiện tượng mà dày của thằng phế quản, hẹp lòng phế quản làm cho lưu lượng khí đi vào đi ra khỏi phổi là hạn chế. Thì tại sao khi cái thủng nó lại ghi giới hạn lưu lượng khí? Bởi vì khi cái thủng khi mà các phế màng nó liên kết với cái tiền phế quản nó bị phá vỡ, tức là thành cái túi không còn cái sự đàn hồi nữa, thì như vậy khi ở trong thì thở ra nó sẽ phẩm cái đường dẫn khí nhỏ túi khí ở trong phổi lại, hiểu không? Nó vẫn có biểu hiện của tắc nghẽn, hiểu? Cái đường là đường thứ ba, nói chung là ba cái đường điện, hai đường điện này đều có một đặc điểm của nó là viêm mạng tính. Nghe thì từ viêm mạng tính có sự tham gia của bạch cầu trung tâm. Rồi, đặc điểm thứ tư của hai cái bệnh lý này là gì? Là hai cái bệnh lý này thường nó cùng xảy ra với nhau. Hiểu không? Có nghĩa là hoặc là nhiều thì khi mà bệnh nhân bị viêm quản mạc thường nó có kèm với huyết thống, hoặc khi mà bệnh nhân bị huyết thống thường ít nhiều cũng có kèm với quản mạc. Các chị hiểu không? Chứ như vậy gây dựng trên cái phổi hoạt tính, các chị nên hiểu từ hai cái bệnh lý này thì các chị sẽ ra được định nghĩa của bệnh phổi rồi. Của ta được đấy, được phổi theo nam tính. Có hiểu ý nói không? Như vậy thì chúng ta thấy là trong cái bệnh phổi tính này nó có cái đặc thuộc tính rất quan trọng, đó là thuộc tính giới hạn lưu lượng khí. Nếu các chị đọc các cái định nghĩa bệnh phổi tắc tính thì đặc trưng của nó là các chiều trên hô hấp kéo dài cộng với lại giới hạn lưu lượng khí, hiểu không? Nếu như trước mình năm 2019 người ta mới đưa ra cái triệu chứng của nhân là có triệu chứng hô hấp trừ biến, triệu kéo dài cộng với giới hạn lưu lượng khí, còn những cái bệnh trước của nó là đặc trưng của nó là giới hạn lưu lượng khí. Nhưng mà cái thuộc tính như là giới hạn lưu lượng khí là thuộc tính then chốt, đúng không? Thuộc tính then chốt là kỳ buộc của nó, đúng không? Phải không? Nó then chốt. Như vậy thì cái thuộc tính của giới hạn lưu lượng khí này nó có cái điểm gì? Thứ nhất, đây là đặc trưng của bệnh. Thứ hai, nó kết hợp vừa được một đường dẫn khí nhỏ là viêm tiểu phế quản tắc nghẽn cộng với lại phá hủy nhu mô phổ là khí huyết thống và ở những mức độ khác nhau tùy trên từng bệnh nhân. Như vậy thì các chị thấy viêm ba như ba đấy tôi nói viêm phế quản mạng có thể có kèm với khí huyết thống có kèm với viêm quản mạng. Anh chị hiểu không nào? Hiểu chưa? Rồi đó. Thứ ba là hiện tượng viêm mạng tính này dẫn theo được cấu trúc nó gây ra hẹp cái đường dẫn khí nhỏ và bất kỳ lúc cái càng lên đường dẫn khí nhỏ, từ đó bệnh nhân này sẽ bị giới hạn lưu lượng khí. Các chị hiểu không? Giới hạn lưu lượng khí các chị hiểu nó là gì? Ví dụ giả sử như thế. Ví dụ giả sử như lưu lượng xe cộ trên đường. Các chị hiểu không? Lưu lượng xe cộ trên đường. Nếu mà giả sử như cái con đường thẳng thái phía trước là chúng ta, không? Ví dụ giờ 50 xe Honda đi một kề. Các chị hiểu không? Nhưng nếu đường bị hẹp lại, hiểu không? Nếu đi hẹp lại 50 đi chắc chắn là không được, không là nó phải giới hạn lưu lượng lại đi có 30 thôi. Các chị hiểu ý đó, các chị hiểu ý đi ý là nó được không? Tuy nhiên trong khoảng chừng 2 năm gần đây, nếu như trước kia đến thời điểm này người ta vẫn giữ cái từ giới hạn lưu lượng khí đó thuộc tính của phổi các bác tính, như vậy các chị muốn tìm ra nó, muốn chẩn đoán ra nó thì các chị chứng minh rằng là bệnh nhân này có giới hạn lưu lượng khí, đúng không nào? Đúng không? Và từ trước đến giờ là người ta sử dụng cái thuộc tính này và người ta điều trị nhắm vào cái thuộc tính này để ta điều trị, có hiểu không? Tuy nhiên trong khoảng chừng 3 năm gần đây người ta lại không sử dụng cái thuộc tính bản chất này để ta điều trị nữa. Thì cái chúng ta nên tôi trình bày cho các lớp các chị coi, mặc dù nó là bản chất của nhưng mà nó không lại phải sử dụng cái thuộc tính đó, dùng cái đó để chứng minh là nó nhưng không dùng để cải thiện nó. Lý do tại sao? Bởi vì những bệnh nhân này diễn tiến của nó quá lâu rồi, nó sơ hóa rồi, nó hẹp hóa rồi, phá hủy không hồi phục nữa rồi, vậy thì không thể nào cải tạo sửa chữa nó.
bệnh năng lực làm sao, năng lực để bệnh nhân này sống một cuộc sống cho nó khỏe mạnh, có chất lượng và bệnh nhân đừng bị những đợt bệnh phát thế thôi. Hiểu không? Lát chúng ta sẽ coi cái phần loại của nó. Ok, được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói tại sao. Tại sao tôi nói các chị đây là một bệnh lý quan trọng? Tại sao các bạn quan trọng, các bạn chú ý? Thì đây là nguyên nhân hàng đầu tàn phế và tử vong trên toàn thế giới. Đây là một bệnh lý cực kỳ quan trọng nha. Nha. Mục đích của các chị tạo ra là những bác sĩ hầu hết sẽ là tham gia để điều trị bệnh nhân sau này. Thì các chị phải biết đây là một bệnh lý mà đó là một trong những nguyên nhân hàng đầu tàn phế và tử vong. Tàn phế có nghĩa là bệnh nhân mất sức lao động, mất công được sản xuất và của cải vật chất của xã hội nữa. Và thậm chí xã hội lại phải cung phụng và phụng dưỡng và chăm sóc họ. Quay lại như vậy sẽ chi phí y tế đổ lên cho họ. Thứ hai là tăng là một cái nguyên hàng đầu tử vong nha. Tần mặc dù vậy thì tần suất vẫn còn tiếp tục gia tăng, đã tiếp tục gia tăng và đây là tiêu tốn chi phí điều trị đáng kể. Cái tiêu tốn chi phí này kể cả tiêu tốn chi phí trực tiếp điều trị, ví dụ như một bệnh nhân vô viện, người ta cần phải chăm sóc một người chăm sóc điều trị, đó là chi phí không thuốc. Còn thuốc như thuốc men điều trị, ví dụ như là kháng sinh, kháng viêm, giá thuốc hóa, oxy thở máy, đó là chi phí điều trị trực tiếp. Các chị hiểu không? Nó rất là đáng kể. Ở đây là một cái biểu đồ các chị thấy trong tạp chí Lancet năm 1997, chiếc trong tạp chí nổi tiếng tạp chí Lancet năm 1997, hai tác giả Murray và Lopez, người ta thấy là từ năm 1990 thì đây là các nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế và tử vong trên thế giới, trong đó COPD là thứ sáu. Thì người ta dự báo ông này, ông này dự báo đến năm 2020 thì bệnh phổi tắc nghẽn sẽ trở thành một bệnh lý đứng thứ ba trong các nguyên nhân gây tàn phế và tử vong ở thế giới, các anh chị. Đây là cái sơ đồ cho các anh chị thấy, đó là bằng chứng cho thấy cái bệnh này đây là đang ngày càng trở thành nguyên nhân hàng đầu tàn phế và tử vong. Và xin thưa năm nay là năm 2019 mà nó đã là nguyên nhân thứ ba rồi, nha, nguyên nhân thứ ba rồi, nha. Như vậy thì các anh chị thấy nó rất là quan trọng. Đó là lý do ta tại sao ta phải học bài này và tại sao ta phải thi bài này, các anh chị hiểu không? Vậy thì chúng ta bắt đầu đi vào cái yếu tố là cái gì gây ra cái bệnh lý này, phải không? Đứng trong cái nguyên định nghĩa của phương pháp tấn công đầu tiên, tức là bệnh lý có thể phòng ngừa được, vậy thì cái gì gây nó, có thể biết nó để phòng ngừa nó, phải không? Người ta liệt kê rất nhiều cái yếu tố và nguy cơ. Yếu tố nguy cơ là gì? Nguy cơ là có rất có khả năng bệnh nhân bị mắc bệnh nếu bệnh nhân gặp những yếu tố này, hiểu không? Nhưng mà nguy cơ không có nghĩa chắc chắn là yếu tố gây bệnh, ta hiểu không? Nó không phải chắc chắn là yếu tố gây bệnh nha, nó là nguy cơ thôi, ta hiểu không? Ví dụ như giả sử như một người hút thuốc lá thì nguy cơ bị ung thư phổi, nhưng nguy cơ cao hơn người hút thuốc lá chứ không phải chắc chắn đua thuốc lá là ung thư, ta hiểu ý nói rồi. Khi người ta liệt kê tiếp yếu tố di truyền, yếu tố di truyền thì có rất nhiều cái yếu tố mà người ta đề xuất là có khả năng yếu tố di truyền gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mà nếu là di truyền thì bỏ tay, hiểu không? Không thể chữa được, các hiểu không? Cho đến thời điểm này người ta mới chỉ có công nhận có một yếu tố di truyền có khả năng mà là đó là gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này mà thôi. Đó là tình trạng thiếu men alpha 1 antitrypsin, nó thiếu cái enzyme alpha 1 antitrypsin. Thiếu cái enzyme alpha 1 antitrypsin. Và thì bất kể cái câu hỏi được đặt ra là tại sao thiếu cái enzyme alpha 1 antitrypsin lại gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này? Nếu như các chị học bài giải lúc nào, các chị cũng thấy là thiếu enzyme alpha 1 antitrypsin. Các chị học bài sơ gan, các chị cũng thấy là thiếu enzyme alpha 1 antitrypsin. Nó nằm trong cái lặp lại trong đó. Thì đúng với sơ đề thì alpha 1 antitrypsin nó có vai trò như thế nào trong cơ chế bệnh sinh của phổi tắc nghẽn mãn tính? Thứ nhất là bây giờ giả sử như thế này, phổi cái bệnh đề thứ là tại các chị phổi chúng ta là cái cơ quan tiếp xúc môi trường ngoài, bởi vì chúng ta lấy không khí từ bên ngoài vào mà và vận tải không khí trực tiếp vào môi trường, ok? Như vậy thì nó chịu sự tác động của cái yếu tố từ môi trường, đúng nào rồi. Cái thứ hai là chính vì tác động nó tiếp xúc trực tiếp với môi trường, do đó mà nó có thể bị tác động từ yếu tố bên ngoài vào. Vì vậy chúng ta trong một năm có thể bị, có đa số chúng ta có thể bị một hoặc hai lần bị viêm quẩn cấp, đúng không? Viêm quẩn cấp thì khi mà những tác nhân nó xâm nhập vào trong phổi của chúng ta, mặc dù có những hàng rào bảo vệ cơ học của đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới, cơ học và biến nhiễm v.v.
cần của sinh học tế bào, những cái tế bào thì tiền thể, nhưng mà vẫn có thể sinh bệnh được. Khi mà xâm nhập vào thì lúc đó là những bạch cầu trung tính, một trong những cái cơ chế bảo vệ phổi là bạch cầu trung tính sẽ tiến tới bắt nuốt cái con vi khuẩn đó và thực bào đó, đúng không nào? Thực bào đó thì khi mà lệ vào thực bào đó thì nó tiết ra cái enzyme protease để sẽ hủy cái tác nhân xâm nhập vào, hiểu không? Nhưng bản thân protease nó là một enzyme nó hủy protein, mà bản thân của cấu trúc vi mô phổi cũng là cấu trúc thành phần của protein, anh hiểu không? Thế vì vậy nếu không có cái chế bảo vệ thì khi nó tác động vào cái tác nhân xâm nhập nó thường có thể hủy cấu trúc của chính cơ thể đó, hiểu không? Và cơ thể của con người khỏe mạnh nó có chức con enzyme gọi là alpha 1 thì kiếp sinh nó sẽ chống lại cái hiện tượng là ta ta thì ta, hiểu không? Hiểu không? Trong trường hợp chống lại cái enzyme protease tấn công vào các cơ và cấu trúc của mô phổi, hiểu không? Và khi thiếu cái enzyme này thì lúc đó những cái này nó mới phá hủy cấu trúc phổi và dẫn đến bệnh phổi kéo dài hơn, cái này chị hiểu không? Rồi cái thứ hai là yếu tố khi tiếp xúc, tiếp xúc với yếu tố từ môi trường, ví dụ như hút thuốc lá, đâu là trong nghề nghiệp, hút cơ vô cơ hoặc ô khí, ô nhiễm không khí ở trong nhà, ví dụ như là những cái chất đốt được sinh học như bụi, như than, hiểu không? Chắc các chị sinh ra từ những thế, từ những thế này các chị không biết được, những cái thế của chúng tôi thực sự là rất là những cái năm đầu tiên rất là khó khăn, bởi vì lúc đó phải uống bằng cồn rất là nhiều với lại bằng than và thậm chí là than đá, than đá, các chị hiểu, các chị biết có biết than đá không? Than đá thì than người ta ném và thành bằng bằng cái này rồi bao lâu khoảng bao lâu, ok, và chúng ta dùng khoảng từ 2 đến 5 phút để cho trình bày cái bên kia. Chúng ta dùng chữ bronchial asthma. Bronchial là sách tên của bronchus, bronchi tức là belonging to the bronchus or bronchi, nó thuộc về phế quản. Là asthma là tiếng hen, asthma tiếng hen chúng có đi chung. À, nó có hai bài trong chỗ chúng có mình mang luôn hai bài ha, hiểu không? Sau này để mà nó phân biệt cái chất cảm giác asthma, cảm giác cái là belonging to the heart tức là thuộc về tim. Sau này cái chữ gọi là hen tim á thì người ta không còn sử dụng nữa, bởi vì người ta coi nó là một cái thể của phù phổi, một cái dạng đầu tiên phù phổi. Do đó bên tim mạch người ta dù không có dùng chất cảm giác asthma nữa, bởi vì mắc gì mình phải dùng chữ bronchial asthma. Và các thế giới bây giờ người ta cũng hiếm khi nào dùng chữ bronchial asthma, người ta chỉ dùng asthma thông thường. Vậy tại sao chúng ta cũng gọi là hen tim mạch, không gọi là hen, có hiểu không? Hiểu không? Bây giờ chúng ta không biết nó giống với nhau và khác nhau như thế nào thì thấy là cái giống nhau ở đó. Bây giờ có ho, khó ho mạng tính, khó khăn nào mạng tính, khó thở, khó khè, nặng lực đều giống nhau hết, hiểu không? Nhưng mà giống nhau chưa chắc đã là chính nó. Các chị học triết học rồi đúng không? Mỗi hiện tượng có thể do nhiều bản chất gây ra, và một bản chất có thể truyền ra bằng nhiều hiện tượng khác nhau. Có học không? Em trốn hết cả rồi, hiểu không? Như vậy thì cái hiện tượng là ho khò khè khó thở nặng lực đó, nó là hiện tượng, một nhóm cái hiện tượng, hiểu không? Có thể do nhiều bản chất khác nhau gây ra, mà cái bản chất đó thường đặt là hen và COPD, hiểu không? Tức là nó giống nhau ở chỗ đó, nhưng nó khác nhau ở chỗ hen thì thường hay ở nhỏ từ nhỏ, thường biểu hiện của nó biểu hiện dị ứng, nó hay đổi theo mùa đổi theo thời tiết và chỉ có những triệu chứng khó khẻ từ hết, hiểu không? Còn COPD thì thường nó xảy ra những người lớn tuổi trên 40 tuổi có thường cái tình trạng tiếp xúc với nguy cơ trong đó hút thuốc lá, như là ho khạc khạc kéo dài, hiểu không? Và khi khó thở nó thường thường nó tiến 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 tới thời gian, trong khi cái đối với hen thì nó khó thở xong xuống, khó thở xong xuống, còn COPD thường thường khó thở tăng dần theo thời gian, ok? Rồi đúng là bản chất đo tính đo đo đếm được của nó là chúng ta đo về những ký hay là một ký. Đối với hen đó là tắc nghẽn phế quản có khả năng hồi phục, đối với COPD thì đó là tắc nghẽn phế quản không có khả năng hồi phục, không khả năng hồi phục. Thì thế nào được gọi là hồi phục? Hồi phục lấy theo tiêu chuẩn của ATS. ATS là American Thoracic Society, là hiệp hội của Mỹ. Đó là khi mà nó khi FOB1 với gia tăng 12% cộng với lại 200 số tuyệt đối, sau test giá kết quả chúng ta gọi là có khả năng hồi phục, còn nếu không thì gọi là không khả năng hồi phục.
hiểu không? Nếu bản thân sinh học văn hóa thì hay là một bệnh lý viêm cơ bản hoàn toàn từ shoulder viêm cơ bản nó viêm cái mạch cầu trung tính ở trên trung xong rồi em qua bên kia được không? Không không ai hơn được rồi, đúng rồi, đúng rồi, em cắm cái đó rồi. Nhiều quá, hiểu không? À, rồi tình hình kinh tế xã hội, cái nguy cơ
bằng chứng với bệnh nhân HIV tăng nguy cơ bị sơ đơ so với các bệnh nhân không bị HIV. Bây giờ chúng ta đây là cái điều đầu tiên là sự thay đổi của FOV1 theo tuổi ha. Thì FOV1 sẽ giảm dần theo thời gian, hiểu không? Tuy nhiên một số trường hợp mà bệnh nhân FOV1 sẽ giảm nhiều quá có thể dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhưng mà thì tóm lại chúng ta nhớ những yếu tố nguy cơ chính là cái gì? Thứ nhất là hút thuốc lá, thứ hai là ô nhiễm môi trường và nghề nghiệp, và thứ ba là yếu tố di truyền của tổ gia đình. Ba yếu tố đó là yếu tố chính, ha, yếu tố chính. Do đó nếu như các chị chưa lâm sàng hoặc các chị không đi hỏi các chị trên và trên một bệnh nhân COPD, một bệnh nhân mà các chị hỏi bệnh nhân chẩn đoán COPD trên một bệnh nhân tư khẳng các chị sai điều đó, bởi vì cái vùng của chúng ta thì phụ nữ ít hút thuốc lá, hiểu không? Về giải pháp bệnh lý thì nó tổn cái nhiệt phổi nó xảy ra ở đâu? Nó xảy ra ở đường nhiệt khí, xảy ra ở mô phổi, xảy ra ở máu phổi, nhé. Ở cái đường nhiệt khí, đặc biệt những đường nhiệt khí nhỏ, tức là viêm phù nề của đường nhiệt khí, nhé. Ở những mô phổi nó phá hủy cấu trúc thành bát của mô phổi trong đường khí huyết thống. Ở những mạch máu phổi, ở mạch máu phổi, không có bài không bé được, tôi bé bắt hay không? Đừng chịu. Ở cái mạch máu phổi thì bây giờ máu phổi xảy ra hai hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất đó là do khi đường hẹp của những khí do anh trao đổi khí nó khó khăn, những bệnh nhân này riêng thì giải cảm suy máu mạng, ok, và khi giảm suy máu thì mạch máu phổi nó không có lưu lại, nó khó thắt trở lại, hiểu không? Nó khó thắt lại để nó điều chỉnh cái tỷ lệ của V trên Q trong khi tôi hỏi. Thứ hai là dạng nhu mô phổi được nghĩ là phá hủy thần bắc với men, thì hiểu thế nào là khi tôi phá hủy của mô phổi trong điều khí huyết thống, nó chỉ mô tả như thế này này. Ví dụ giả sử chúng ta có nhau bọc, ta có nhau bọc, hiểu không? Khi ta mua nhau bọc này nhỏ nhỏ, nó chỉ thổi phân ra, nó chỉ thổi nó lại, nó chỉ để sao? Hay là nó chỉ để một qua đêm, nên sau khi mở ra có trở về trạng thái bình thường không? Trở thành bình thường không? Không, nó sẽ to hơn bình thường đúng không? Cái đó là từ giãn nứt dẫn cái sợi dây chun, hiểu không? Thì những trường hợp mà trong việc nhu mô phổi nó bị phá hủy như vậy á, cái phế nang của nó không còn cái hình chun giãn nữa, mà nó phình ra ứ lại, nó không khả năng bóp khí những cái khí mà sau khi trao đổi đi ra ngoài nữa, hiểu không nào? Và khi cái phình giãn như vậy nó ép một số mạch máu nhỏ lại, như vậy cái số lượng mạch máu thứ nhất là bị ép lại, đúng không? Cái lượng mạch máu số lượng mạch máu ít đi, thứ hai là co các mạch máu phổi lại, như vậy nó sẽ đi từ là tăng áp của mạch phổi, ok, tăng áp của mạch phổi. Khi mình được tăng áp của mạch phổi như vậy thì cái vùng bên phải, alo nghe nè, tăng lên thì lúc đó cái ở phía dưới của nó là gì? Mô tim nào? Mô tim phải, phải không? Mô tim phải có máu đến từ mạch phổi đúng không? Phải không? Khi máu được mạch phổi nó tăng lên thì mô tim phải càng nhiều hơn, nó bóp mạnh hơn, và muốn bóp mạnh hơn thì cái thất phải phải dày ra để tạo một đường bóp đẩy mạnh lên hơn. Khi mà nó tiến triển càng ngày càng nhiều, nó áp lực mạch phổi càng ngày tăng, thì lúc mô tim phổi lên mô tim phải chịu không nổi nữa thì nó giãn một kích thước của mô tim phải, giãn máu ứ động thất phải, ứ máu ở dưới phải, ứ máu ở cái tuần hoàn hai bên. Như vậy thì lúc đó biểu hiện trên lâm sàng nó sẽ có cái gì? Nó đang tức mặt cổ sẽ nổi, cũng tim của mình sẽ to, họ tim sẽ dày, tim sẽ nhăn, đúng hiểu không? Gan sẽ to, phải là một gan cổ như tên cảm dây, tức ba bộ phụ chân, chữ huyết bộ, chữ suy dục, đúng phải. Rồi, đây là hành của phân đây, đây là hành của phân ngang bình thường đây, có những cái sự liên kết của các phân ngang, các phân ngang với nhau. Bây giờ trong trường hợp COPD đây, cái hạt kết quả nó bị viêm lề đây ha, và cái phía bên lề phía cái thống của nó nằm đây nha. Đây là hạt của đường thở viêm, nó co thắt đây so với bình thường, cái gì nó nhỏ lại. Còn ha, đây là cơ chế bình thường của nó rất là phức tạp, không yêu cầu các chị nắm nhiều lắm. Khi khói thuốc lá kích thích các tế bào kháng thuốc khác, cộng với lại các cái quá trình phức tạp do di truyền, do stress oxy hóa, từ đó tác động tế bào biểu mô lên mạng dưỡng khí và các lai tế bào huyết nang, nó gây ra những cái kích thích của các chất trung gian gây viêm như TGF beta, CD6, CD8, cái lại thịt bào gây thông hóa động, tác động đến fibroblast và cầu trung tính hay là monocyte, từ đó nó phóng thích ra những protease, những cái oxidant và nó gây ra sơ hóa viêm từ phế quản, phá hủy phản ứng phế nang từ phế thủng và tăng chất dịch tràn tế bào phế quản. Đó là cái cơ chế bệnh sinh của nó. Như vậy về xử lý bệnh
luật sư tiếp đến, thứ nhất là hiện tượng giới hạn lưu lượng khí, bởi vì cái lượng khí trong cái nước bọt mạc của một phần của bát tính nó bị dày lên, hiểu không? Nó bị dày lên, do đó là lưu lượng khí đi vào đi ra sẽ khó khăn, các chị hiểu không? Đi vào nó khó khăn. Như vậy thì ở nếu như cái bệnh này tới là một cái người thường thường người ta hút thuốc lá khoảng 18-20 tuổi đã đổ thuốc lá, nhưng cái bệnh này nó xảy ra khoảng chừng 40 tuổi bắt đầu nó xảy ra, mới đầu là đường khí của nó bị phù, nó phù nề, nó tăng cái chất nhầy hơn, nhầy ít hơn, thì mới đầu người ta sẽ ho, chỉ biết người ta sẽ ho, đúng không ạ? Ho càng nào ít, đúng không? Thường nó vào buổi sáng, tại sao vào buổi sáng? Bởi vì sau một đêm người ta nằm ngủ, ha, cái đà ứ động lại sáng xong ta ho, nó hạt ra bên ngoài. Nhưng khi mình đã càng phải tiến triển nhiều hơn, làm tiếp là nhiều hơn, thì lúc đó là người ta ho càng làm suốt cả ngày. Nha, ta điều tra một đó là chấm tạm ngày, tạm dai. Đó là rồi khi mà cái đường khí của nó tiến triển nhiều hơn nữa thì nó bị hẹp lại, nó hẹp lại, mới đầu thì nó hẹp là chỉ khi nào người ta gắng sức thì bệnh nhân mới cảm giác lấy cái lưu lượng khí vào ra trong bụng, hiểu không? Lúc đó người ta mới khó thở khi gắng sức, hiểu không? Còn khi nó hẹp nhiều quá thì ngay cả lúc người ta thay quần áo, người ta ăn nó cũng khó thở, người ta ngồi thì nó cũng khó thở, là khó thở cũng nghỉ thôi, hiểu chưa? Rồi khi mà cái tình trạng giới hạn lưu lượng khí đó, trong khí nó đi ra phổ nó kém về trong khí, rồi cái gì hít vào nó có thể chủ động thở, chủ động hít vào, rồi còn khi thở ra thì sự tiến là bị thụ động do sự co xẹp của phế nang, hiểu không? Nhưng bản thân cái phế nang bây giờ bị phá hủy, nó không có chúng ta hồi nữa, nó giảm dần cái túi động ra, hiểu không? Do đây là túi khí trong phổi, hiểu không? Túi khí trong phổi. Rồi người tôi nói dưới đấy là giảm cái có trao đổi khí, giảm cái dung tích của phế nang, giảm cái trao đổi khí và dẫn đến tăng áp phổi. Và một cái yếu tố chúng ta đừng quên, đó là nhìn toàn thân hay biểu hiện hệ thống. Đến thời điểm này chúng ta chưa có đưa vô test nữa, là những biểu hiện toàn thân chỉ muốn đưa vô guideline chứ không đưa vô test nữa, những guideline thôi. Nên biểu tạm thân thực sự ra cái này không muốn là bố trí của các chị, nhưng mà cho đến thời điểm này thực sự đây là một bệnh rất là khó, người ta chưa hiểu hết gì đó, chưa hiểu hết gì đó, người ta cũng biết là đâu có phải một bệnh phổi, đây là cái bệnh tại phổi hay là cái bệnh toàn thân và biểu chứng của nó tại phổi, rồi có rất nhiều các cái yếu tố. Tuy người ta ghi nhận là những bệnh nhân này nó có rất nhiều các triệu chứng của toàn thân, nha, rất nhiều triệu chứng toàn thân. Bây giờ cái cao tăng áp phổi do virus sinh mạng tính, cái con đến con tắc là máu phổi, ta là máu phổi, ha. Rồi những trường hợp mà người ta cho đến trong phế mạc, nha, có thể đến phổi chết trong phế mạc, trong là tim, phế là phổi, mạc là mạng tính. Trong phế mạc mới là một cái bệnh phổi mạng tính. Lưu dần tiến tiền thì tăng áp bằng phổi làm suy mù tim phải, suy tim phải người ta gọi nó trong tình cảm đó, ta gọi là trong phế mạc nha. Rồi bây giờ chúng ta đó là cái phần là bệnh học bệnh chân rồi, chúng ta đi qua vấn đề tam giác chẩn đoán như nào, đánh giá như nào. Bây giờ trên một bệnh nhân sơ đây, trên một bệnh nhân có khó thở, ho hàng kéo dài và tiếp xúc với bệnh thường là phải cần kiến sơ đề, và lúc đó thì chúng ta cần làm gì? Đi tìm một cái bằng chứng, một cái bản chất, một cái đặc trưng của nó là giới hạn lưu lượng khí không hồi phục, ok, hiểu không nào? Nha. Rồi bây giờ mục đích đánh giá thì đánh giá là giới hạn lưu lượng khí, đánh giá tình trạng sức khỏe của nhân, nguy cơ lưu mốt trong tương lai và tiền mật của mắt. Bây giờ thì nói sơ đây là trên những bệnh nhân có triệu chứng khó thở hoặc là kéo dài khi mà tiếp xúc với nguy cơ thì chúng ta sẽ nghi ngờ sơ đây, lúc đó ta lo phải hô khí để ta chẩn đoán xác định. Ok, ok, rồi. Vậy thì bây giờ cái khó thở là gì? Đặc điểm của sơ đê thường là khó thở và tiến triển theo thời gian. Khó thở tăng khi bệnh nhân gắng sức và khó thở kéo dài. Còn thêm ho thể từng đợt và ho khan, có thể khó khò khè ta đi ta lại. Khạc đàm thì có bất kể kiểu khạc đàm nào cũng có thể bệnh nhân sơ đê, cũng có thể bệnh nhân không có khạc đàm cũng ho khạc đàm. Những trường hợp khác ta đi ta lại khi bệnh nhân chưa 40 tuổi cũng khạc đàm như sơ đê nếu ta tiếp xúc với nguy cơ. Và tiền căn tiếp xúc để tốt cơ địa di truyền hút thuốc lá tiếp xúc với khói hoặc là những bệnh nhân thì trên những yếu tố này phải nghĩ đến cả bệnh nhân thì có COPD nha. Về ho thường là chưa ho đã có triệu chứng đầu tư nha, ho có thể có đàm hoặc là không có đàm. Thực sự nha, nếu mà ung thư của nó là phế tuyến thượng bọt mạc, ung thư của nó như bọt mạc thì mình sẽ ho đàm nhiều hơn bởi vì cái tuyến nhảy nằm trên đường khí, hiểu không nào? Còn nếu mà ung thư của nó là nhạt cái thống thì cái giống đó bởi vì bản thân phế nang nó không có các đứa chảy, do những trường hợp đó bệnh nhân sẽ ho khan, có hiểu không nào? Rồi cái một số trường hợp bệnh nhân có giới hạn lưu lượng khí đáng kể nhưng không có ho luôn và cần phải phân biệt với một số bệnh nhân ho kéo dài, đi đồng số bệnh nhân ho kéo dài chúng ta phải lưu ý.
Thứ hai là khó thở. Khó thở đây là đặc điểm chính của mình, đây là một đặc điểm chính của mình. Mà nếu mà khi mà khó thở thường là tự biến tăng dần và những trường hợp này rất là khó để chúng ta can thiệp. Và lúc đó là chúng ta những trường hợp này chúng ta cần phải điều trị tích cực. Chúng tôi đi tiến đến bệnh gan cuối nha. Là triệu chứng là nguyên nhân của nó là phải giảm chức năng sinh hoạt sống của bệnh nhân. Khó thở tăng dần sức và khó thở cả lúc nghỉ ngơi. Thành đạo thường làm nhảy ít, khó đánh giá nếu mà những thuốc nào. Rồi kho khe là người có thể xảy ra cái năng sức. Nhưng nếu không có thì không lại chịu mình đâu. Một số biểu hiện khác khi mà mình nặng lên thì người ta ghi nhận những bệnh nhân có biểu hiện là mệt mỏi, sụt cân chán nặng nha, mà sụt cân chán nặng. Rồi khám thực thể ở giai đoạn đầu người ta không phát hiện được cái gì cả. Nếu bệnh nhân mới, giả sử mà bệnh nhân sau đây người ta hút thuốc lá từ năm 18 tuổi, người ta 40 tuổi người ta vô khai chúng ta là ho hàng ngày, khám phổi ta hoàn toàn không phát hiện gì bất thường hết. Lý do tại sao? Bởi lúc đó là hẹp những khí nó chưa đáng kể để ta phát hiện trên lâm sàng. Cấu trúc phá hủy của chúng phế nang chưa đáng kể ta có thể phát hiện được trên lâm sàng. Tình trạng đầu tư là bỏ phổi chưa đáng kể để phát hiện bệnh nhân tăng áp bỏ phổi hay là bệnh nhân tâm thế, hiểu không? Trong trường đó chụp phim hay kiểm tra ta có thể không phát hiện. Nhưng nếu trên nghi ngờ trên đối tượng đó chúng ta cần phải theo dõi những đường đó. Nhưng mà khi mà mình tiến triển thời gian đến lúc có điển hình là đường khí hẹp đáng kể, đường khí của nó bắt đầu hẹp đáng kể, phế nang được phá hủy đáng kể, cái tăng áp bỏ phổi suy tim phải đáng kể, chúng ta sẽ phát hiện triệu chứng. Đây triệu chứng gì? Thứ nhất là nếu đối với viêm quả mạng, đối với quả mạng thì nó kháng thì đấy, thì trong tình huống đó là bệnh nhân sẽ hẹp đường khí đúng không ạ? Hẹp đường khí thì nó khó thở, thì nhân lúc này giảm lưu lượng khí ra vào phổi, đúng không ạ? Lúc đó ta nghe phổi, ta nghe là chúng ra gì nó to lên ra gì, ra phế quản ra ngáy cái ra tiếp nó đều là ra phế quản cả. Nhưng mà hẹp nhiều thì rít, hẹp ít thì ngáy, thế thôi, hiểu không? Hẹp nhiều thì rít, hẹp ít thì ngáy. Vậy thì trong tình huống này chúng ta nghe được ra phế quản tùy mức độ hẹp của nó, ta nghe được ra tiếp thì là ngáy. Thường là chúng ta nghe ra quản hai nơi của ta tiếp vào một của những khí, ok? Có hiểu cái đó không? Hiểu không? Rồi. Đó là trong viêm quản mạng. Còn trong khí huyết thống, trong trường đó, trong trường khí huyết thống thì lúc đó chúng ta thấy là cái phế nang bị căng giãn ra, cái đó là nó làm nó đứt gãy cái sợi cơ chu, nó giảm khả năng co xẹp của phổi lại. Như vậy cấu trúc phổi, cấu trúc của chúng ta là do sự tương xứng của hai cái nhóm mâu thuẫn đối kháng với nhau, hai mặt đối lập, sự thống nhất, sự thống nhất của hai mặt đối lập trong triết học đó là gì? Là phổi nó nguyên đứng co xẹp lại và lồng ngực nó không được bung ra, cái gì đó. Và sự thống nhất của hai mặt đối lập này nó tạo ra một cái lồng ngực là của người mẫu, chúng ta vẫn đi trong thì như là chấm thì của người đẹp ấy, nó tạo ra cái lồng ngực của chúng ta, cái gì hiểu không? Bây giờ khi mà sự đứt gãy của nó xảy ra chung sự giá của cái thống như vậy thì nó mất đi cái mảng đối kháng của nó, đó là mảng của con sạc như mô phổi. Như vậy thì cái mảng đối kháng của nó là cái lồng ngực phun nó bung ra, hiểu không? Như vậy thì lồng ngực sẽ trở nên hình thùng và đôi khi phổi ta gõ nó sẽ mang và chúng ta nghe thì không khí đi vào và chúng ta nghe thì cả cái nào nó sẽ xin giảm, hiểu không? Rồi khi ra đường lên tim phải thì đầu tiên là ta áp lực phổi, ta nghe xin thành phần pH của phổi đập mạnh lên, hiểu không? pH của phổi mạnh lên rồi sau đó là biểu hiện của tâm phế mạng từ lâm sàng mà đây tôi nói các chị đó, cái mặt cổ nó sẽ nổi lên, bóng tim sẽ to, mỏng tim sẽ lệch, tim sẽ nhanh, hạng xe thương tính nhà thầu là vấn đề của tim tính đó phụ trợ cho biết cổ chân suy tim phải lâm sàng, ok và chưa. Rồi đây là hai hình ảnh, đây là vấn đề khi nước quản mạng, đây là vấn đề mình khi nước thống đó chị nha. Thực sự ra người ta không còn dùng cái từ trên lâm sàng nữa nha. Rồi đây là hình ảnh của X quang của bệnh nhân thì chúng ta thấy là cái biểu hiện của bệnh nhân khi khí huyết quang đó do khí huyết thống, khi huyết thống mở, khi huyết thống mở nhẹ thì ta chẩn đoán không ra, khi huyết thống trung bình thì chụp X quang có thể chẩn đoán 50%, khi huyết nặng thì chúng ta chẩn chụp X quang chẩn đoán 90%. Cái biểu hiện của nó là hai cơ quan cơ hoạch nó nhẹ, bình thường cơ hoạch của nó hơi cao lên này, bây giờ cơ hoạch của nó nhẹ hạ thấp, các sơn sườn của nó là có đứng giãn cái ống ra, hai hai sinh dưỡng nó tăng sáng, mặt bóng của nó tươi thớt, bóng tim nó có đứng nhỏ lại hình tròn nước. Rồi đây là trên phim nghiêm, đây là nó gọi là tăng khoảng sáng sau sự lúc
đang mở ra phong giới trên phim Việt. Các chị đừng quên là một cái câu test là trên phim Đức Quang Nhật Thành sau trước đây là posterior chẩn đoán của cái là tăng hoặc giãn sau sơ ước là cái gì sai. Các chị không có một thì test đó, test của tôi. Được chưa? Rồi, bây giờ thăm dò chức năng. Và đến cơ bản trở nên nặng rồi, bây giờ thăm dò chức năng. Đặc trưng của nó là gì? Đặc trưng của nó là giới hạn lưu lượng khí. Đúng không ạ? Thì giới hạn lưu lượng khí có thể ép lên hồi chứ tăng ép lên một giảm. Tăng ép lên một thì ép lên C, tăng thức khí cạn. Và khi có động mạnh thì PA2 giảm, SO2 giảm, PaCO2 tăng. Thì đây là cái hố khí này. Đây là bình thường nhé, hố khí bình thường. Khi mà ta cho đi thở ra, nó phải nhảy như thế này. Nha. Còn đây là hố khí của mình đi tắc nghẽn, khi thở ra thì đây là đường bình thường. Còn đây là cái đường tắc nghẽn ở đây, nha, tắc nghẽn ở đây. Đó, đây là một quay lưu thể tích, chúng ta có hình ảnh như thế này, đó, của mình đi tắc nghẽn, nha. Nha. Như vậy thì sau khi chúng ta đã mặc hộ tấn ra cái quả hố khí rồi, thì chúng ta sẽ làm một kết quả hố khí đúng không? Tức là thì nếu như em nó nhân 1 trên F của C, F chỉ số nhân L, tôi nói chậm nha, mà khi nó chậm là quan trọng. Khi mà tỉ số gần L, F là 1 trên FPC, sau chắc chắn kết quả nó nhỏ hơn 70%, tức nhỏ hơn 17, nhỏ hiểu không? Nhỏ hơn 17, thì các chị chẩn đoán là bệnh nhân này có giới hạn lưu lượng khí, có giới hạn lưu lượng khí, ok, nhưng có giới hạn lưu lượng khí, rồi. Và khi mà giới hạn lưu lượng khí như vậy á, thì chúng ta mới coi cái F lên 1 nó tăng bao nhiêu. F lên 1 nếu nó tăng 12% cộng với 200ml chỉ số tuyệt đối, tức là cả hai yếu tố cùng đạt, thì mới gọi là bệnh nhân này chết đáp ứng bằng dương tính, tức là bệnh nhân này có đáp ứng cái giảm phế quản. Còn COD thì nó không đáp ứng cái giảm phế quản. Nhớ không nào? Nha. Thì sau khi chúng ta đo rồi thì chúng ta sẽ đo được cái độ nặng hóa khí. Thì phân độ nặng của bệnh theo kết quả hóa khí, chứ không phải phân độ nặng của bệnh. Tí nữa sẽ nói các chị phân độ nặng của bệnh cho ABCD khác. Ok, hiểu không? Thì lúc đó mình bỏ khí là tùy thuộc vào giá trị FOV1. Lớn hơn 80% là nhẹ, 80% là trung bình, 38, 50% là nặng, và dưới 3% là ok, lượng nặng. Ok, nha. Rồi, bây giờ chúng ta, cái quan điểm bây giờ, cái quan mặc dù là người bạn ấy tôi trình bày tất trình là cái đặc, người ta nói là đặc trưng của bệnh là cái triệu chứng hô hấp, triệu biến, triệu kéo dài. Tôi muốn là giới hạn lưu lượng khí, đúng là không phải là hồi phục đấy, hay do tắc nghẽn của những khí, do bệnh lý của phế, bệnh lý của phế quản và hay phế nang, đúng không nào? Đúng không? Nhưng mà sau này khi mà đối với ca lai 2019, từ 2017-2019, thì lúc này người ta đề cái chức năng hấp bằng mềm, bởi vì đó là nó không hồi phục, hiểu không? Không hồi phục những thuốc đánh nhằm mục đích là đánh vào đó, thì rất là khó để mà cải thiện. Do đó nhằm mục đích là người ta cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và cải thiện và ngăn ngừa cái khả năng bệnh nhân vô những tuần cấp làm suy giảm chức năng nhiều hơn, không ạ? Thì đó người ta có những công cụ gì để người ta đánh giá, người ta có công cụ thứ nhất là công cụ thăm dò chức năng để coi là cuộc sống của bệnh nhân như thế nào. Thì đó cái thứ nhất là cái công cụ thứ nhất là người ta đánh giá bằng thang điểm khó thở MRC, đó thang điểm đánh giá khó thở của hiệp hội nghiên cứu hội đồng y khoa có bổ sung gọi là MMRC nhé. Thì nó có cái đặc điểm là khó thở thì sức mạnh là không điểm. Khó thở thì ngồi đường bằng mặt thì nó nhẹ là 1 điểm, đi chậm hướng đường rồi là 2 điểm, phải dừng lại để thở khi vòng 100 mét là 3 điểm, và khó thở khi không thể ra khỏi nhà được, khó thở khi là ta làm cái công việc sinh hoạt bình thường của họ, đó là 4 điểm nha. Hoặc là người ta dùng cái bảng CAT, tức là Severity Assessment Test, tức là giá CVD, thì người ta có một cái bảng để đo cho bệnh nhân đánh giá là bao nhiêu điểm. Từ hai cái bảng đó thì người ta sẽ có, người ta sử dụng một thì là một trong hai bảng thôi, nên chỉ cho bảng nào cũng được, chọn một trong hai bảng, hiểu không nào? Rồi cái thứ hai, người ta đánh giá nguy cơ đợt cấp. Thế nào là nguy cơ đợt cấp, thế nào là đợt cấp? Đợt cấp là một sự kiện cấp tính, là cái triệu chứng của bệnh nhân nặng hơn thì gọi là đợt cấp, hiểu không? Thì đánh nguy cơ đợt cấp là gì? Nguy cơ đợt cấp là trong vòng 1 năm qua, nếu bệnh nhân không có một cái triệu chứng đợt cấp nào, hoặc bệnh nhân có một triệu chứng đợt cấp mà bệnh nhân không phải nhập viện để điều trị, thì đó gọi là nhóm nguy cơ thấp. Và nếu trong vòng 1 năm qua bệnh nhân có ít nhất 1 đợt cấp phải nhập viện, hoặc là 2 đợt cấp mà không phải nhập viện, những bệnh nhân đó có nguy cơ cao. Thì các nghiên cứu có thể nhận thấy là những nhóm nguy cơ thấp, như là người dân không có đợt bệnh phát, thì thường thường là bệnh nhân sẽ cuộc quá trình bệnh sẽ ổn định và ít đợt bệnh phát. Nhưng nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao thì có nhiều đợt bệnh phát, thường có nhiều đợt bệnh phát nhiều hơn. Hiểu không ạ? Đó. Thì người ta nói là nhóm nguy cơ thấp và nguy cơ cao, từ đó người ta sẽ đưa ra các
đánh giá siêu B theo ABCD. ABCD như thế nào? Thế thì thế, bây giờ là trần đoán như là chức năng ngành y tế ghép bằng một cho BC nhỏ thứ 7 sau đánh giá kết quả, đúng là đánh giá đánh giá thấp nhẹ thì đánh giá của FB1 đã đến đây rồi, đúng không? Đúng không? Điều qua đây là bây giờ nếu như MMRC thì không đến 1 điểm hoặc là CAT, CAT thì nhỏ 10 điểm thì bệnh nhân rơi vào nhóm A hoặc nhóm C, hiểu không? Còn nếu MMRC từ 2 điểm trở lên hoặc CAT trên 10 điểm thì rơi vào nhóm B hoặc nhóm D. Thứ hai, nếu bệnh nhân không có được biện pháp nào hoặc không có được biện pháp không phải đặc biệt tức là nguy cơ thấp thì rơi vào nhóm A nhóm B. Còn thứ ba thì rơi vào nhóm C nhóm D. Tổng hợp ta có bốn bảng này, ok. Như vậy thì cuối cùng thứ nhất là chưa vậy thì chưa một bệnh nhân có tiếp xúc với nguy cơ có triệu chứng ho là các triệu chứng ho khó thở khó khè kéo dài nghi ngờ COD thì chúng ta làm gì, chúng ta đo hốp kính đánh giá kết quả nhỏ chỉ số chất lơ nhỏ 0.7% chắc chắn là chúng ta đánh giá tắc nghẽn đường khí, đúng không? Rồi chúng ta đo cái dây cái FM1 và hỏi chúng ta dùng một trong hai câu hỏi là MRC hoặc CAT để đánh giá chức năng. Thứ hai, để đánh giá nguy cơ là cái phát chúng ta sẽ có được là nguy cơ thấp nguy cơ cao và từ đó xin bằng 22 tức là ABCD. Ok, ok, đúng chưa? Rồi, vậy từ cái bảng COD đó, từ cái bảng COD đó thì chúng ta mới xây dựng cái phát bộ cái vấn đề điều trị. Nếu A thì điều trị dùng một thuốc giãn phế quản, nếu B thì dùng một cách dùng giãn phế quản dài hoặc là bài hoặc là nếu C thì dùng nhóm C thì dùng một thuốc giãn phế quản dài mà dài dạng đối kháng của muscarinic và dạng dạng D thì phối hợp nhiều thuốc hơn. Để tôi nói các chị đây này, cái bài này tôi cũng yêu cầu các chị nhớ kỹ mà tôi đưa đây để chị thấy tâm chứng là mình chẩn đoán để mình điều trị chứ không phải chẩn đoán để chơi. Các chị hiểu không nào? Bởi vì điều trị có chị mãi đến năm thứ tư thứ năm gì các chị mới học. Alo, khi nghe này. COD là bệnh nhiệt độ đường mắt, các chị chẩn đoán COD ngoài vấn đề kia rồi các chị phải đi tìm bệnh đường mắt cho bệnh nhân. Thì nó thường cũng là đường mắt, mà nếu các chị không tìm ra thì sau này các chị không đánh giá được độ nặng bệnh nhân, các chị không điều trị bệnh nhân sẽ không ra được, hiểu không? Nha. Rồi có bệnh nhiệt độ tim mạch, bệnh tim phục vụ, suy tim, rung nhĩ, tăng huyết áp, những bệnh khác như loãng xương, hay depression, lo lắng nặng, ung thư phổi, những nhiễm trùng, hội chứng chuyển hóa, đái tháo đường. Nha. Mục tiêu điều trị là vậy. Nha chứ. Nghe nhân tiến là biện pháp của công thuốc giảm thuốc, ok, xong lời kiến pháp tôi nói chung với chị sư đó là một sự kiện nhân tiết như một bệnh đặc trưng và sự thay đổi triệu chứng ho nhiều hơn, khó khẹt nhiều hơn, khó thở nhiều hơn, nặng nhiều hơn, dùng thuốc một lớp là lời kiến pháp, các chị không? Mà trong cái lời kiến pháp này á, từ từ đầu và để giảm chất lượng cuộc sống, làm chức năng bệnh nhân nặng hơn, tăng tốc độ suy giảm chức năng phổi của bệnh nhân, tăng tử vong và nếu bệnh chịu tăng thì điều trị nhiều hơn. Nha, đây là một lần cấp bệnh nhân các bệnh viện ổn tâm đây là cái này. Những cái trường hợp nặng và những cái thể tử vong được bệnh nhân có rất nhiều nha, chờ lần giảm và chẩn đoán cho việc nha, ok.